Phanh tay chưa? Phanh tay tử tế. Phanh tay cẩn thận. Nói như thế nào? Xin lỗi như thế nào? Lần sau làm sao? Lần sau làm sao? Quay đây. Quay ra đây. Nói như thế nào? Phanh tay vào. Lần sau làm sao? Con không nghịch cái gì? Không nghịch hộp bánh sinh nhật nữa, nhớ chưa? Con lần sau con có thế nữa không? Con không làm sao? Hả? Nói tử tế, con không làm sao? Không gì nữa. Con không quá đáng, rồi không gì nữa. Không gì? Không láo tuét. Không gì nữa. Không gì nữa. Đứng im đấy. Không quá đáng. Không gì nữa. Không tắc quái. Không tắc quái. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Đừng nuôi ra. Biết biết lỗi chưa? Phanh tay vào. Mẹ gì? Mẹ có yêu mẹ không? Còn khóc không? Có khóc nhè nữa không? Nhớ chưa? Không được láo tuét. Nhớ chưa? Không được bắt nạt mẹ. Không được tắc quái. Lớn chưa? Con lớn chưa? Thì con lớn rồi thì phải làm sao? Phải đi ngủ. Tự biết ngủ, nhớ chưa? Ngoan chưa? Khoanh tay vào. Con xin lỗi mẹ. Lần sau con không thế nữa. Rồi, ngoan lắm. Nào.